Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, hôm 12 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một trong những cuộc phản công lớn nhất kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào tỉnh Kurs, buộc nhiều binh sĩ Ukraine phải đầu hàng. Theo nguồn tin của Avia Pro, cuộc phản công lớn nhất của Nga tại Kurs được tăng cường từ ngày 10 tháng 10 và tác động mạnh đến hai quận là Suzansky và Korenevsky, nơi trước đó đã bị lực lượng Ukraine tấn công. Trong đó, đòn giáng chính của Moscow được tiến hành tại khu định cư Liubimovka lực lượng Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và bao vây hai tiểu đoàn Ukraine. Trên Telegram, nhiều phóng viên hiện trường cũng nêu rõ quân đội Nga đã chọc thủng sơn trái của lực lượng Kiev và giành được vị trí tại một số khu vực đông dân cư tại Kursk. Theo dữ liệu dự án deepset, quân đội Nga đã tiến được khoảng 7 km và tiếp tục nỗ lực giành được vị trí tại các khu định cư Novoi Vanipka và Zelenyvut. Liên quan đến các thông tin này, hôm 12 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine gần Liubimovka, Bimovka, Tonsiluk và Novoi Vanovka ở Kursk trong vòng 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời xác nhận các cuộc tấn công của quân đội nước này buộc nhiều binh sĩ Ukraine phải đầu hàng ở Kursk và Ukraine đã mất hơn 400 quân cùng 18 xe bọc thép trong ngày 12 tháng 10. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận lực lượng Nga đã tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở Kursk, nhưng lực lượng Kiev hiện vẫn cố gắng phản công để giữ các tuyến phòng thủ. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Khuvyst, Ukraine đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống pháo phóng loạt, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị công binh cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Trong một diễn biến khác, không chỉ Kursk, mặt trận tại Pokrovsk cũng đang nóng rực. Lực lượng Nga hiện đang áp sát thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt được coi là huyết mạch hậu cần đối với Ukraine. Theo giới quan sát, các cuộc tấn công dồn dập từ phía Nga sẽ khiến Pokrovsk thất thủ và điều đó gây ra cả rủi ro về quân sự lẫn kinh tế cho Ukraine. Policy dẫn phân tích của ông Stanislav Zinchenko là giám đốc điều hành GMK Center, một công ty tư vấn công nghiệp có trụ sở tại Ukraine. Thành phố là nguồn cung cấp hầu hết than cho ngành công nghiệp sắt thép của đất nước. Ngành này là xương sống của nền kinh tế Ukraine và vẫn là ngành lớn thứ hai, mặc dù sản lượng đã giảm xuống còn chưa đến một phần ba so với mức trước chiến sự. Nếu không có các nhà máy thép, nền kinh tế Ukraine sẽ gặp khó khăn. Đây là một phần rất rất quan trọng của nền kinh tế. Cùng ngày, ông Sahid Dobriak, người đứng đầu chính quyền quân sự của Pokrovsk, nói rằng lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố khoảng 7 km. Theo ông, Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine ở khu vực. Trong khi đó, ông Jenki Kesselman, phó chỉ huy trung tâm tình báo quân sự Estonia, nhận định nếu cương độ tấn công này tiếp tục, có khả năng đến cuối năm 2024, lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút khỏi Pokrovsk và lùi về tuyến phòng thủ ở phía sau. Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasipya và Konstantinivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để xâm nhập toàn bộ vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Moscow phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát Chasipya. Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Bên cạnh đó, giới hạn quyền tiếp cận của quân đội Ukraine trong mạng lưới đường bộ xung quanh Pokrovsk sẽ khiến Kiev khó giữ được vùng lãnh thổ này, từ đó cho phép Nga củng cố bàn đạp và tiến lên phía trước. Quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Kurs chỉ một ngày sau khi một quan chức Mỹ khẳng định Kiev có thể giữ vững khu vực này trong nhiều tháng. Đây là cuộc giao tranh ác liệt nhất trên lãnh thổ Nga kể từ khi Ukraine bắt đầu các cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng 8. Cả Nga và Ukraine đều xác nhận sự đột phá này. Blogger quân sự Dipset của Ukraine cảnh báo các lực lượng Nga có thể bao vây binh lính Ukraine, nhưng sau đó cho biết tình hình tuy khó khăn nhưng vẫn đang được kiểm soát. Dipset thông tin đối phương đã xuyên thủng sơn trái của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kursk. Ukraine có nguy cơ lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Phía Nga, kênh Telegram quân sự Riba khẳng định lực lượng của họ đã đạt được những kết quả rõ rệt tại nhiều khu vực. Một đoạn video đăng tải trên kênh Telegram có tựa đề thông báo từ lữ đoàn cận vệ 155 của hạm đội Thái Bình Dương cho thấy hình ảnh lính Ukraine bị thương nặng và bị trói trong một tầng hầm. Video còn cho thấy các thi thể của binh lính Ukraine giải rác trong một khu rừng thưa. Dù chưa thể xác thực video này, các blogger quân sự Nga tuyên bố lính thủy đánh bộ của lữ đoàn cận vệ 155 đã tham gia giao tranh tại quận Goloskovsky của Kursk, nơi phần lớn lực lượng Ukraine được cho là đã bị đánh bại. Theo thì bà, lực lượng Ukraine hiện chỉ còn lại tại một khe núi và một khu rừng nhỏ hình tam giác phía nam đường sắt. Quận Goloskovsky nằm ở phía tây thị trấn Suza là khu vực hiện do Ukraine kiểm soát. Tiến triển của Moscow tại Kursk là một cú đánh mạnh đối với Kiev. Trước đó, Ukraine coi cuộc tấn công Kursk là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể của họ. Đây là lần đầu tiên Ukraine tiến hành tấn công vào Nga kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này là một phần không thể thiếu trong kế hoạch chiến thắng của ông. Kế hoạch này mà ông đã trình bày với Thủ tướng Anh Keir Starmer và tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào ngày 10 tháng 10. Ông Zelensky tin rằng chiến dịch Kursk sẽ buộc Nga phải điều chuyển binh lính từ mặt trận Donbass, nơi vẫn đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Theo tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky, Nga đã điều khoảng 50.000 binh sĩ từ Donbass đến khu vực Kursk. Tuy nhiên, một số chuyên gia không hoàn toàn đồng ý với nhận định này. John Forman, cựu tùy viên quân sự Anh tại Moscow và Kiev, cho rằng cuộc tấn công Kursk không tạo ra thay đổi chiến lược lớn đối với Washington hay châu Âu. Nhiều nhà bình luận còn nhận định chiến dịch này đã thất bại vì Nga vẫn tăng cường tấn công dọc theo mặt trận Donbass. Ukraine hy vọng chiến dịch tại Kursk sẽ thu hút sự ủng hộ từ các đồng minh, bao gồm việc tăng cường cung cấp vũ khí và cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc mở rộng các cuộc tấn công tên lửa vào Nga, điều mà ông Zelensky cho rằng cần thiết để bảo vệ cất. Một số quan chức Mỹ cũng hoài nghi về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, cho rằng đó chỉ là danh sách mong muốn về vũ khí. Ông Keir summer cũng từ chối yêu cầu của Ukraine về việc sử dụng tên lửa xa Shadow do Anh cung cấp để tấn công vào Nga trong cuộc gặp hôm 10 tháng 10. Trên mặt trận Donbass, Nga đã đạt được nhiều tiến triển khi chiếm được thị trấn Vuleda tuần trước và tiến công vào thị trấn chiến lược Torres trong tuần này. Dù vậy, thành công bất ngờ của Nga tại Kursk vẫn là cú sốc lớn đối với cả Ukraine và Mỹ. Theo thông tin từ báo Dân trí, Ukraine sẽ thiệt hại lớn cả về quân sự và kinh tế nếu huyết mạch hậu cần Pokrovsk ở Donetsk bị thất thủ. Foreign Policy đưa tin giới quan sát nhận định nền kinh tế Ukraine sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Kiev mất đi quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk. Chuyên gia nhận định cuộc tấn công của Nga trong khu vực đe dọa sẽ khiến Pokrovsk thất thủ và điều đó gây ra cả rủi ro về quân sự lẫn kinh tế cho Ukraine. Forens Policy cho hay, thành phố là nguồn cung cấp hầu hết than cho ngành công nghiệp sắt thép của đất nước. Ngành này là xương sống của nền kinh tế Ukraine và vẫn là ngành lớn thứ hai, mặc dù sản lượng đã giảm xuống còn chưa đến một phần ba so với mức trước chiến sự. Stanislav Zinchenko, giám đốc điều hành của GMK Center, một công ty tư vấn công nghiệp có trụ sở tại Ukraine cho biết, nếu không có các nhà máy thép, nền kinh tế Ukraine sẽ gặp khó khăn. Đây là một phần rất rất quan trọng của nền kinh tế. Một ngành công nghiệp thép vững mạnh cũng đóng góp một phần lớn vào nguồn thuế của Ukraine giúp tài trợ cho nền kinh tế đang hoạt động cầm chừng như hiện nay. Tuy nhiên, Ukraine đang đối diện với mối đe dọa lớn sẽ mất đi pháo đài chiến lược này. Các lực lượng Nga đang áp sát thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt với dân số trước xung đột là 60.000 người và hiện nay hàng chục nghìn người trong số họ vẫn chưa sơ tán. Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasipya và Kostyantynivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk và sẽ cho phép Moscow phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát Chasipya. Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Việc giới hạn quyền tiếp cận của quân đội Ukraine trong mạng lưới đường bộ xung quanh Pokrovsk sẽ khiến Kiev khó giữ được vùng lãnh thổ này, từ đó cho phép Nga củng cố bàn đạp và tiến lên phía trước. Khu vực xung quanh Pokrovsk là nơi có nhiều cơ sở công nghiệp khác nhau được quân đội Ukraine sử dụng để bảo vệ thành phố. Tuy nhiên, Nga có khả năng dùng chiến thuật tiêu thổ, sử dụng bom lượn và hỏa lực pháo binh để phá hủy các chướng ngại vật, mở đường cho binh sĩ tiến lên. Tuần trước, Sehi Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự của Pokrovsk, nói rằng lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố khoảng 7 km. Theo ông, Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine tại nơi này. Trong khi đó, Janek Kisenman, phó chỉ huy trung tâm tình báo quân sự Estonia, nhận định hôm 4 tháng 10, quân đội Ukraine có thể sẽ mất quyền kiểm soát Pokrovsk trong thời gian tới. Ông Kisenman nói thêm rằng nếu cường độ tấn công này tiếp tục, có khả năng đến cuối năm 2024, lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút khỏi Pokrovsk và lùi về tuyến phòng thủ ở phía sau. Theo báo Công Thương đưa tin, Ukraine đã cho phép triển khai hơn 140 hệ thống máy bay không người lái và 33 tổ hợp robot mặt đất sản xuất trong nước vào chiến trường. Kể từ đầu năm 2024, Ukraine đã có bước tiến lớn trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ không người lái, phục vụ mục đích quân sự. Bộ Quốc phòng nước này đã cho phép triển khai hơn 140 hệ thống máy bay không người lái mới trên chiến trường, cùng với 33 tổ hợp robot mặt đất được sản xuất trong nước. Điều này thể hiện sự tăng cường đáng kể trong sản xuất quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga, nơi các hệ thống không người lái và robot ngày càng đóng vai trò chiến lược trong hoạt động quân sự. Trong số các hệ thống được triển khai, đáng chú ý nhất là mẫu máy bay không người lái Black Widow đã được các lực lượng vũ trang Ukraine chấp thuận sử dụng. Black Widow là một hệ thống máy bay không người lái đa nhiệm, có thể hoạt động như máy bay ném bom và trinh sát, đặc biệt hữu dụng trong các nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm. Điều làm nên sự khác biệt của Black Widow là thiết kế mô đun cho phép nó sử dụng linh hoạt trong nhiều cấu hình, bao gồm các nhiệm vụ tái sử dụng hoặc dùng một lần tùy theo nhu cầu chiến thuật. Đây là một trong những minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển công nghệ quốc phòng của Ukraine trong thời gian gần đây. Ngoài các hệ thống máy bay không người lái, Ukraine cũng tập trung phát triển các hệ thống robot mặt đất. Với sự hỗ trợ của sáng kiến BREP-1, một chương trình do chính phủ dẫn dắt nhằm thúc đẩy các công nghệ quân sự mới. Các hệ thống này đóng vai trò không thể thiếu trong chiến đấu, từ việc giải mìn, sơ tán thương binh đến hỗ trợ hậu cần. Một ví dụ tiêu biểu là chó robot tàng hình được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm cao. Những robot này có thể thâm nhập vào các khu vực chiến lược như chiến hào của đối phương, phát hiện mìn hoặc thậm chí là vận chuyển vật tư nhỏ như là đạn dược và y tế đến các vùng chiến đấu có nguy cơ cao so với năm 2023 khi chỉ có 60 hệ thống máy bay không người lái và 9 tổ hợp robot được phê duyệt, con số trong năm 2024 đã tăng vọt, cho thấy tốc độ sản xuất và ứng dụng công nghệ không người lái tại Ukraine đang phát triển mạnh mẽ. Đại tá Vladimir Rosniak, người đứng đầu Cục Hỗ trợ Vòng Đời Chính cho Vũ khí và Thiết bị Quân sự, nhận định rằng các nhà sản xuất trong nước đang đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu của chiến trường, phát triển một loạt các hệ thống máy bay không người lái từ kamikaze, máy bay ném bom đến trinh sát pháo. Các hệ thống này không chỉ đa dạng về mục đích sử dụng mà còn bao phủ nhiều loại môi trường chiến đấu khác nhau, từ chiến thuật đến chiến lược. Các tổ hợp robot mặt đất cũng được phát triển với nhiều chức năng đa dạng từ tấn công, trinh sát đến hỗ trợ hậu cần và sơ tán. Nhờ vào tính linh hoạt, những hệ thống này giúp quân đội Ukraine tối ưu hóa hoạt động bằng cách tích hợp công nghệ không người lái vào các nhiệm vụ đầy rủi ro mà con người khó thực hiện. Điển hình như trong các nhiệm vụ kỹ thuật, các robot mặt đất đã chứng tỏ hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro cho binh lính, Đặc biệt, trong quý 3 năm 2024, hơn 40% số hệ thống không người lái và robot mặt đất được phê duyệt cho thấy sự bùng nổ trong sản xuất công nghệ quốc phòng của Ukraine. Một số hệ thống tiên tiến đã được thiết kế để đối phó với chiến tranh điện tử với tính minh bạch vô tuyến cao, tiếng ồn thấp và có hệ thống dẫn đường tự hủy tinh vi. Những cải tiến này giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của các lực lượng Ukraine trong môi trường thù địch và giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ không người lái tại ukraine phản ánh khả năng thích ứng cao của các nhà sản xuất quốc phòng với yêu cầu khắc nghiệt của chiến trường với tốc độ tăng trưởng hiện tại công nghệ không người lái và robot mặt đất sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng của ukraine đồng thời giúp quốc gia này chống lại các cuộc tấn công bằng công nghệ quân sự hiện đại từ phía nga Bộ Quốc phòng Ukraine cũng khuyến khích các nhà phát triển tiếp tục nghiên cứu và liên hệ với các cơ quan chức năng để cập nhật quy trình mã hóa công nghệ nhằm đảm bảo tính hợp pháp và tối ưu hóa các giải pháp quân sự trong tương lai. Theo thông tin của báo Dân Chí mới đây, Nga đã tăng cường phản công ở Kursk vào ngày 10 và 11 tháng 10 để cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine trước khi điều kiện thời tiết xấu đi, hạn chế khả năng cơ động của họ trên chiến trường. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã phân tích những báo cáo từ các nhà quan sát quân sự nga về số lượng cuộc tấn công gia tăng và đòn phản công dữ dội của lực lượng Moscow gần một số khu vực đông dân cư ở vùng Kursk. Đồng thời, ISW nhấn mạnh rằng bản thân các nhà phân tích cũng chưa thấy bất kỳ xác nhận nào về cuộc tiến công được cho là của quân đội Nga (RFAF) ở quận Sutjeskii hoặc việc lực lượng Ukraine được cho là đã tháo chạy khỏi hầu hết quận Glukhovskii vào ngày 10 và 11 tháng 10 hoặc thông tin quân đội Ukraine bị bao vây ở quận Korenevsky. Báo cáo có đoạn, các cuộc phản công tăng cường của Nga có thể nhằm mục đích đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk trước khi điều kiện thời tiết xấu bắt đầu hạn chế hoạt động tác chiến của họ trên mặt trận. Giới chức Ukraine trước đó lưu ý, RFAF đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công ở Ukraine, đặc biệt là tấn công cơ giới nhằm tận dụng đường xá và địa hình khô giáo trước khi mùa mưa làm đất mềm đồng thời hoạt động này của Nga nhằm chiếm lại toàn bộ khu vực Kursk. ISV kép dự đoán các chỉ huy quân sự Nga có thể lo ngại điều kiện thời tiết xấu vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025 sẽ khuyến khích hình thái chiến đấu theo vị trí ở khu vực Kursk và giúp lực lượng Kiev có thêm thời gian để củng cố vị trí tốt hơn. ISV kép nhận định các lực lượng Ukraine được củng cố tốt hơn với mạng lưới công sự rộng khắp hơn ở khu vực Kursk có thể sẽ khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc đẩy lùi đối phương về bên kia biên giới. Lực lượng Moscow có thể cảm nhận được rằng cơ hội đẩy đối phương ra khỏi khu vực Kursk đối với số nhân lực và trang thiết bị mà RFAF huy động để thực hiện nhiệm vụ này đang khép lại. ISVK nhắc lại rằng Tổng tư lệnh quân đội Alexander Sisky trước đó đã tuyên bố kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk vào ngày 6 tháng 8, Moscow đã tái triển khai khoảng 50.000 quân từ các khu vực hoạt động khác đến mặt trận Kursk và Bộ Chỉ huy Quân sự Nga có thể đang tìm kiếm giải pháp để tránh điều chuyển thêm nhân sự đến khu vực trong trường hợp sự hiện diện của Ukraine tiếp tục cho đến năm 2025. Ông cũng nhấn mạnh việc tái triển khai như vậy có thể làm suy yếu quân đội Nga ở các khu vực Kherson, Zaporizhia và Kharkov. Các nhà phân tích tin rằng Bộ Chỉ huy Quân sự Nga có thể đang tìm cách nhanh chóng đẩy lực lượng Kiev ra khỏi khu vực Kursk nhằm giải phóng năng lực chiến đấu để tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Pokrov và ở phía tây khu vực Donetsk, nơi được ưu tiên hàng đầu của Moscow. ISV kết luận, tuy nhiên, các lực lượng Nga đã không đạt được thắng lợi nhanh chóng ở khu vực Kursk kể từ khi các cuộc phản công bắt đầu vào ngày 10 tháng 9, đồng thời, việc tăng cường các cuộc phản công có nguy cơ làm cạn kiệt và suy giảm sức mạnh chiến đấu mà quân đội Nga hy vọng sẽ chuyển sang các hoạt động tấn công ưu tiên ở vùng Donetsk. Theo thông tin từ báo Dân Chí, kể từ cuối mùa hè, Ukraine đã tăng cường nhắm mục tiêu vào các kho đạn dược, vốn rất quan trọng để duy trì hoạt động của các hệ thống súng và pháo binh của Nga, bên trong lãnh thổ Nga, cũng như ở các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát tại Ukraine. Vào tháng 7, một nguồn tin của cơ quan hành pháp đã nói với trang tin Kyiv Independent của Ukraine rằng máy bay không người lái đã tấn công một kho đạn lớn ở CGFK thuộc vùng Voronezh của Nga. Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gusev khi đó nói rằng hệ thống phòng không đã phá hủy các máy bay không người lái của Ukraine đang bay đến, nhưng khi xác của chúng rơi xuống, một đám cháy đã bùng phát tại một trong những nhà kho. Thống đốc Gusev cho biết các vật liệu nổ đã bắt đầu phát nổ. Thống đốc Nga cũng đưa ra một tuyên bố tương tự vào cuối tháng 8, nói rằng các mảnh vỡ máy bay không người lái đã gây ra một đám cháy, sau đó kích nổ các vật liệu nổ xung quanh thị trấn Ostrogoth. Cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine là đơn vị thường đứng sau các cuộc tấn công tầm xa ở Nga, cho hay các đặc vụ của họ đã phá hủy một kho đạn lớn ở thị trấn Voronet. Kho đạn này đã lưu trữ hơn 5.000 tấn đạn dược, bao gồm cả đạn pháo và đạn xe tăng của Nga, cũng như là tên lửa đất đối không, GUR cho biết. Vào đầu tháng 9, Ukraine tiếp tục tấn công một kho đạn gần làng Voronet của Sondaskoye, Andriy Kovalenko, một quan chức của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cho biết cuộc tấn công đã phá hủy các loại đạn được cho là do Triều Tiên cung cấp cho Nga. Chỉ trong hơn một tuần vào giữa tháng 9, Ukraine cho biết hải quân nước này đã nhắm mục tiêu vào một kho đạn của Nga ở thành phố cảng phía nam Mariupol, sau đó là một số vụ tấn công khác vào các địa điểm lưu trữ và đạn dược. Ngày 21 tháng 9, Ukraine tuyên bố tấn công một kho đạn gần Tikhores, một thị trấn ở vùng Krasnodar, Tây Nam Nga. Quân đội Ukraine cho biết Titoresk là một trong ba căn cứ lưu trữ đạn dược lớn nhất của Nga và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow. Kiev ước tính có khoảng 2.000 tấn đạn dược được lưu trữ tại cơ sở này. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine khi đó thông tin cơ quan an ninh SBU của nước này đã tấn công một kho đạn của Bộ Quốc phòng Nga gần Oktyapsky, một ngôi làng ở vùng Tiver. Đã ghi nhận hỏa hoạn và nổ tại khu vực của cả hai kho vũ khí quân sự Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết chỉ vài ngày trước đó, Ukraine đã nhắm vào một kho đạn khác ở vùng Tiver gần thị trấn Toropets. Bộ quốc phòng Anh cho biết vụ nổ xảy ra tại địa điểm này tương đương với một trận động đất nhẹ. Đầu tuần này, Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu tấn công vào một kho đạn ở vùng biên giới Buriat của Nga, tấn công vào khu vực được cho là cơ sở lưu trữ vật tư của Triều Tiên tại thị trấn Karachep, cách biên giới Ukraine hơn 112 km. Trong một tuyên bố ngắn được công bố vào ngày 10 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo đã tấn công một kho đạn tại một sân bay ở vùng Cộng hòa Adygeia, phía nam của Nga. Một hôm trước đó, Ukraine cho biết đã tấn công một kho đạn ở vùng Krasnodar, nơi chứa máy bay không người lái tự sát Sahid nghi do Iran thiết kế, vốn gây ra nỗi kinh hoàng cho các thành phố của Ukraine. Một số địa điểm này gồm kho Tikhores, và Karachev thuộc về GDAU, hay Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga. Vào giữa tháng 9, hãng tin quốc phòng Ukraine Defense Express đã xác định kho Karachev là mục tiêu có khả năng bị Kiev tấn công, mô tả cơ sở này là một trong sáu kho GDAU trong phạm vi 750 km của máy bay không người lái tên lửa mới do Kiev phát triển, hay còn được gọi là Palianysia. Không rõ liệu vũ khí mới do Ukraine tự phát triển có phải là nguyên nhân gây ra bất kỳ cuộc tấn công nào hay không.